Hôm nay thì Lộc sẽ quay đất vườn anh chị ha. Một mảnh đất mặt tiền khá là dài luôn, 115 mét mặt tiền, rất là khủng luôn anh chị. Đó à, đây là khuôn viên mặt tiền của mình anh chị. Đó, khuôn viên đất mình nè. Đất mình là đã dọn cỏ, đồ cây, đồ sạch sẽ luôn anh chị. Để cho anh chị hình dung, tại vì miếng đất này nó khá lớn nên là Lộc yêu cầu chủ là phải làm sạch sẽ để cho nó ra cái hình, cho anh chị dễ hình dung hơn ha. Đó, đất mình là sẽ nằm trong cái khuôn viên là gọn gàng, sạch sẽ, đã đốt các cây hết rồi. Còn đất của người ta sẽ là trồng tràm anh chị ha. Ở mảnh đất 115 mét mặt tiền. Đi rất là phơi luôn. Anh chị hãy theo dõi nó cho nó hết video để mà chi tiết anh chị ha. Thì đường của mình á, là rộng 6 mét anh chị. Và tương lai trong nay mai sẽ mở rộng mỗi bên là 5 mét anh chị ha. Một cái cung đường mở rộng 5 mét nữa là sẽ ra 16 mét. Và đặc biệt luôn, đối diện đất của mình là một cái cụm khu công nghiệp của xã anh chị. Ở đây thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ha. Một cái cụm khu nghiệp đối diện của mình luôn. Và mình sẽ là một cái trục đường chính sẽ nối vào khu công nghiệp anh chị ha. Và đối đất mình sẽ là đối diện luôn. Nên là cái tiềm năng giá trị để phát triển kinh tế tại vị trí đất của mình khá là đẹp anh chị. 115 mét mặt tiền. Đường hiện tại là đường bê tông anh chị ha, nhưng mà xe đi nhiều nên là nó xuống cấp rồi. Và trước mặt anh chị là một trục đường nhựa nè, là vừa chạm đầu đất của mình là sẽ là đường bê tông anh chị ha, còn từ đầu đất mình đổ ra đường lớn sẽ là đường nhựa anh chị. Và dân cư anh chị nhìn thấy nè, đó đã có dân cư anh chị ha, rải rác. Bởi vì ở vị trí này nè, cách ra đường là đường chính của đường tỉnh lộ 768 chỉ là 500 mét anh chị, là một cái nút giao. À, nối giữa là xã Tân An cũng như là xã Trị An ha, một cái điểm ranh giữa của hai xã anh chị. Và mình đang thuộc là xã Trị An anh chị ha, giáp với lại xã Tân An. Một vị trí thì ngay vị trí dân cư cách chỉ là 50 đến 100 mét thôi. Đây ra khoảng 100 mét là một cái khu dân cư rồi. Đặc biệt hơn là mảnh đất rất là lớn nhưng mà nó sẽ có là ba mặt tiền anh chị. Rất là lớn ha. Đây là mặt tiền đầu tiên nè. Đó, và sẽ luồn theo cái vườn tràm anh chị ha, nói ra phía ngoài sau. Và đây là mặt tiền thứ hai nè anh chị. Mặt tiền này là đường hiển thị nhà nước ha, không phải là đường đi chung anh chị. Và cái đường này cũng khá rộng luôn nè. Đấy, đường này là cũng là khoảng là 6 mét anh chị ha, nên là xe đi rất là thoải mái luôn. Anh chị yên tâm về vấn đề ha. Và còn phía sau nữa là một mặt tiền thứ ba, là cặp giữa là mảnh đất của mình và cái vườn tràm phía sau anh chị. Và đường cũng là 6 mét luôn, rất là rộng rãi và thông thương anh chị ha. Đó. Rồi, anh chị nhìn hiện trạng đất của mình nè. Đó, rất là bằng phẳng anh chị. Rất là bằng phẳng ha. Đất mình thì sẽ thấp hơn so với lại mặt đường phía kia thì khoảng 50, nhưng mà đất mình khá là bằng luôn nè anh chị. Ở đây mà làm một cái ao ha, là một cái nhà vườn ha, rất tuyệt vời luôn. Ở đây là quy hoạch đất ở là 2.700 mét vuông anh chị. Còn lại khoảng là 5.000 mét vuông là cây lâu năm anh chị ha. Thì với mà diện tích mà 2.700 mét vuông mà đất ở nông thôn, anh chị có thể là lên thổ cư nè, rồi xong rồi chia sẻ cho anh chị cô chú bác gì đó, mỗi người một ít ha. Anh chị là gom nguyên cái gia đình về đây ở thì quá tuyệt vời luôn rồi. Ở đây thì là khu vực là nó gần ngay vị trí là khu du lịch, nên là anh chị về đây an cư, anh chị về đây nghỉ dưỡng thì quá là tuyệt vời rồi. Từ vị trí của mình nè, về ngay chỗ vị trí của khu du lịch đảo Ó Đồng Trường là thuộc ở Hồ Trị An anh chị. Cách đây là khoảng 10 km thôi, rất là gần luôn. Mình về đây mình nghỉ dưỡng ha, mình rảnh thì có thể đưa gia đình ra một cái khu du lịch đảo Ó Đồng Trường để mà chơi, để mà tham quan ăn uống đồ, rất thú vị anh chị. Ở đó là một cái hồ Trị An rất là lớn luôn và cực kỳ là mát mẻ anh chị ha. Cũng như là khu du lịch đang phát triển rất là mạnh luôn. Nhiều anh chị đầu tư về làm khu du lịch nghỉ dưỡng, rồi cabin, lưu trú qua đêm rất là nhiều anh chị. Đó. Và đây là con đường mặt tiền phía sau nè anh chị. Mặt tiền này sẽ đi hết đất ở khu vực phía sau của mình luôn nè. Nên là anh chị sẽ được là ba mặt tiền đường luôn anh chị. Và đây là tổng quan của mảnh đất mình anh chị ha. Đấy. Đây là nhìn tổng quan được hình thể của đất mình nè. Từ đây nói qua kia, cặp theo vườn tràm ha. Đó, cũng như luồn qua phía vườn tràm tươi kia đổ ra đường. Đó. Ngang là 115, còn chiều sâu thì đâu đó là khoảng 100 ha. Đất này không có vuông nên là Lộc không có tính được cái chính xác được cái chiều sâu anh chị. Đó. Và đường mình nè,
Đường này là 6 mét nè, đường này là 6 mét nè, và đường ở ngoài cũng là 6 mét luôn anh chị ha. Và đường đều là đường nhà nước anh chị, và hai xe ô tô né nhau rất thoải mái luôn. Rồi thì mảnh đất này là anh chị với diện tích là 7.363 mét vuông anh chị ha. Trong đó là mình được 2.700 mét vuông là đất quy hoạch đất ở, quá là tuyệt vời để cho mình về mình có thể lên thổ cư rồi mình xây dựng nhà để mình ở anh chị ha. Đó, thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị ra khu vực là dân cư, cũng như là cho anh chị xem về đường xá giao thông nè, về hạ tầng nè, về sự phát triển của xã Trị An, huyện Bình Cụ, tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Vị trí này mình sẽ về là được là trung tâm của Biên Hòa, ngay vị trí là bệnh viện Đồng Nai, đâu đó là khoảng 20 km anh chị. Và mình có thể là di chuyển tiếp về là quốc lộ 1A, về cầu Sài Gòn. À, cũng như là ngay vị trí là tòa nhà Landmark 81 nè, sân bay Tân Sơn Nhất nè, chỉ là 50 km thôi là mình đã về được là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Một vị trí thì giao thông thì nói giữa là khu du lịch nè, cũng như là thành phố Biên Hòa nè, mình đang nằm ở vị trí là đoạn giữa anh chị ha. Thì từ ở đây về Biên Hòa thì nó chỉ 20 cây thôi, mình đã tiếp cận được những các tiện ích lớn nè, cũng như là bệnh viện, trường học quốc tế, nôm na là những cái tiện ích mà nhu cầu phục vụ cho đời sống nè, nhu cầu là chữa bệnh nè, nhu cầu học hành nè, đều đầy đủ hết anh chị. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị ra phía ở ngoài đường, cũng như là xem được cái mật độ dân cư để cho anh chị đánh giá được một cách thiết thực nhất anh chị ha. Tuy là trong đường nông thôn nhưng mà mình cũng phải chấp hành là luật an toàn giao thông anh chị ha. Đấy. Rồi, đây là khu vực là đường nhựa nè anh chị. Đó, đường nhựa rồi ha. Đó, cấm tải là 10 tấn nè. Dân cư nè anh chị. Đấy, nằm kế bên rồi anh chị ha. Và ở đây là hầu như là dân cư sinh sống về nghề làm vườn anh chị. Đó. Ở đây là có rất là nhiều loại trái cây. Đặc biệt là ở đây hiện tại là đang trồng tràm là chủ yếu anh chị ha. Đó, anh chị nhìn thấy dân cư ha, sinh sống đó, rất là nhiều. Và từ vị trí đất của mình ha, đổ dài ra đường DT768 là chỉ có 500m thôi, rất là gần luôn, cũng như là một cái điểm là ranh giới của xã Tân An và xã Trị An anh chị. Đấy, anh chị nhìn thấy dân cư nè, đó, tương đối là đông anh chị ha. Đường nhựa thì khu vực này là rộng khoảng 7m ha, rất là rộng rãi luôn. Đó. Điều quan trọng nhất là Lộc muốn chia sẻ đó là mình sẽ nằm đối diện một cái khu công nghiệp của xã Trị An anh chị. Thì khu công nghiệp mà phát triển mạnh thì tương lai cái mảnh đất của mình cũng sẽ phát triển theo cái khu công nghiệp anh chị ha. Trước mặt anh chị là đường tỉnh 768 rồi, xe vừa chạy ngang qua anh chị. Đó là một cái đường nối liền giữa là nối liền giữa là trung tâm huyện Bình Cụ sang là thành phố Biên Hòa anh chị ha. Đây, vị trí ngã ba. Đây là một cái nút giao của đường là đường tỉnh 768 và đường Xóm Huế anh chị. Đó. Đây cấm tải là 10 tấn nè. Khu vực thì có camera an ninh nè, đèn chiếu sáng nè. Đấy, con đường tỉnh lộ 768 thì khá rộng rãi luôn. Hướng này thì anh chị sẽ về là khu du lịch đảo Ó Đồng Trường nè anh chị, Hồ Trị An ha. Từ đây về là khoảng là 10 km nè. Cũng như mình sẽ ra khu vực là Trảng Bơm đó. Còn khu vực này là mình sẽ là về Biên Hòa anh chị ha. Ở đây thì về ngay chỗ bệnh viện Đồng Nai là 20 km anh chị. Đấy, đường thì xá rộng rãi thông thương. Và chính xác nè, đây là cái con đường mình anh chị. Lộ dưới là 15m anh chị ha. Mình đang nằm trục đường chính nối liền giữa là đường Xóm Huế với lại là đường tỉnh 768 anh chị. Một trục đường thì rất là rộng luôn. Rồi thì từ đây là vào đất mình là 500m anh chị ha. Rồi thì với tổng diện tích là 7.363 mét vuông anh chị, thì chủ đang mong muốn bán với lại một mức giá là 1.500.000 cho 1m anh chị ha. Thì cái mức giá này so với lại tổng diện tích là 7.363 thì sẽ ra là 11 tỷ anh chị ha. 11 tỷ là anh chị có thể là sở hữu ngay một mảnh đất khá là lớn luôn, với diện tích là 7.363 mét vuông, chưa kể là mình được quy hoạch đất ở nông thôn là 2.700 mét vuông anh chị.
rất là rộng và rất là lớn luôn. Có thể về làm ăn, về làm nhà để mà an cư lạc nghiệp nè, làm khu nghỉ dưỡng của mình nè, rất là tuyệt vời anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc.